có lẽ nếu ai là fan của J2 Esports hay ít nhất thường xuyên theo dõi tin tức liên quan đến dạp siết quốc dân của làng liên minh huyền thoại thì chắc chắn không lạ lẫm gì cái tên Park Vadi, cô nàng fan cứng mang hai dòng máu Đức và Hà Lan của J2. Trên trang cá nhân, Park Vadi cũng không ngần ngại bày tỏ tình yêu lớn dành cho J2 khi sở hữu rất nhiều áo đấu cũng như ấn phẩm liên quan đến đội tuyển này. Đặc biệt, năm ngoái. Đi đã làm cộng đồng liên minh huyền thoại xôn xao khi tuyên bố chắc nịch, nếu dê 2 vô địch chung kết thế giới, tôi sẽ làm ngay một phim Người lớn trong trang phục của đội. Năm ngoái, Đi đã có lời hứa hẹn gây sốt trong cộng đồng liên minh huyền thoại. Ai cũng biết dê 2 là một trong những đội tuyển mạnh hàng tốt của thế giới, thế nhưng, họ cũng ít khi có được thành tích cốt tại đấu trường thế giới dù đã làm bá chủ châu Âu từ lâu. Năm 2019, họ vô địch MSI nhưng lại thua trắng không, ba tại chung kết thế giới. Tuy nhiên, hành động khích lệ tinh thần của Park Va-Di khi đó nhận được vô số lời tán thưởng, nhất là từ fan của dạp siết quốc dân. Năm nay, đến hẹn lại lên, Park Va-Di lại tiếp tục có dòng tuyết mới trên trang cá nhân, phim Người lớn nếu dê hai vô địch chung kết thế giới. Phiên bản 2.0 Năm nay, Park Va-Di tiếp tục gây sự chú ý với một lời hứa hẹn phiên bản 2.0 bên dưới bài đăng, ngay lập tức có người nhắc lại lời hứa hẹn của cô nàng hot girl này hồi năm ngoái và được Park Vadi giải thích là không phải cô lừa rối fan mà do dê hai không vô địch chung kết thế giới đấy thôi. Một fan đã chụp màn hình lại để cô không thất hứa như lần trước và lời giải thích của Park Vadi. Ngoài ra, cũng có fan cho rằng cô nàng tung ra dòng tuyết này vì biết chắc chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhiều fan cho rằng cô biết chuyện này không thể xảy ra nên mới đăng tuyết. Let mùa hè 2021 đã diễn ra từ ngày 11 tháng 6 và D2 đang có thành tích 2 thắng và thua 1, trước Scott 04. Đội tuyển hiện tại vẫn giữ nguyên được bộ khung từ mùa xuân 2021 và khi D2 vào phong và đánh nghiêm túc, fan hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc gánh xiết, có thể tin vào những thành tích cao cũng như ngóng chờ lời hứa hẹn của cô nàng Park trở thành hiện thực. Park sở hữu gương mặt vô cùng xinh đẹp và body khá chuẩn chỉnh ảnh internet